Chào các bạn, lại là mình đây, lại là Đạt LA đến từ AT4. Thì để tiếp tục chương trình 7 ngày ý nghĩa cùng Khang Thịnh Phát, ngày hôm nay mình sẽ gửi đến các bạn một món ăn vô cùng ý nghĩa và rất là mát mẻ trong mùa hè, đó chính là món gà hầm tiêu xanh. Thì đối với món gà hầm tiêu xanh, mình có các nguyên liệu như sau. Thứ nhất là thịt gà, thì ở đây mình chuẩn bị hơn 1 kg thịt gà cho khẩu phần hơn 4 người ăn. Thứ hai đó là hành, tỏi, băm nhuyễn, đặc biệt là nước dừa tươi, ở đây mình chuẩn bị 2 trái. Còn đối với những bạn mà có điều kiện sử dụng nước hầm xương thì mình sử dụng nước hầm xương để thay cho nước dừa tươi. Có cái nữa là tiêu xanh là nguyên liệu không thể thiếu của món này. Củ cải trắng và củ cải đỏ, thì ở đây nếu mà bạn nào thích ăn nấm rơm thì mình có thể bỏ thêm nấm rơm để cho nước nó ngọt hơn và nó thơm hơn. Và cái món rau mà không thể thiếu đối với những cái món mà sử dụng tiêu xanh đó là mùng tơi và cải bó xoay. Món này thì mình có thể ăn kèm với bún hoặc là mì trứng, thì các bạn tùy theo cái nhu cầu và sở thích lựa chọn cái món kèm cho nó phù hợp. Mình sẽ hướng dẫn các bạn cách để mình tẩm ướp gia vị cho thịt gà cũng như là cách nấu. Đây thì mình sẽ cho một chút hành, tỏi, băm nhuyễn. Nếu mà bạn nào có muối ớt thì sử dụng muối ớt cho nó thơm, còn không thì các bạn có thể sử dụng muối bình thường. Ở đây mình có sẵn cái hũ muối ớt gia truyền ha, thì mình sẽ cho một hũ muối ớt. Và các gia vị thông thường, thì ở đây thì tùy theo khẩu vị của mỗi người mà mình sử dụng các cái mức độ nguyên liệu khác nhau. Ngọt đây là một thêm cho khoảng 2 muỗng nêm. Gà nó thơm thì mình nên bỏ một xíu nước mắm và đậm hạn nữa thôi. Ở đây thì mình không có bỏ đường, vì lát nữa mình nấu là sẽ có nước dừa nên là nước nó sẽ rất là ngọt. Không, đậm dừa lên. Thì mình ướp gà mình để khoảng tầm 15 phút, 15 phút sau thì mình sẽ nấu. Đối với cái món này á thì nó sẽ rất là mát mẻ cho những ai mà đang cảm thấy nóng bức, đặc biệt là mùa hè này. Thì các bạn sử dụng món này vừa ngon mà lại vừa bổ rẻ, nguyên liệu thì cũng rất là dễ tìm luôn. Cái này thì đối với tiêu xanh á, tiêu xanh các bạn ra siêu thị hoặc là những cái cửa hàng như là cấp Vitra hay là cấp Bắc Food thì nó có. Còn đối với hoa xanh thì tiêu xanh không có rồi các bạn. Sáng mình đi cũng hay qua dòng mà nhưng mà không có, mình phải qua bên xanh Bắc Food mình mua tiêu xanh. Phút ớt thịt gà thì bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn cách nấu món này. Nó vô cùng đơn giản luôn. Mình bắt cái nồi lên để mình xào sơ qua thịt gà cho nó săn lại. Đối với những bạn mà có cái chảo lớn á, thì các bạn dùng cái chảo xào thịt gà nó sẽ săn hơn và nó đều hơn. Mình thì ở nhà mình không có cái chảo lớn nên mình sử dụng cái nồi luôn. Thì các bạn để chờ cho cái nồi nó nóng, nó khô nước đi thì mình chế dầu vô. Ở đây thì tùy theo các bạn muốn ăn nhiều hay ít nha. Mình thì mình đang ăn kiêng nên là mình sử dụng rất là ít dầu. Mình sẽ dán đều. Sau đó là mình cho chút hầm tỏi băm vào. Mình đảo đều tay. Hầm tỏi nó vừa thơm tới là không cho thịt gà. Ở đây là mình sử dụng cái nồi inox, nồi điện, nên nó hơi rất là dễ cháy luôn. Các bạn phải nhanh tay.
tiêu nó nghe ngáy trong miệng rồi đó. Mình sẽ đảo khi nào cảm thấy thịt gà nó săn lại thì mình chế nước dừa vào. Mà mình chờ gà nó săn lại thì mình chế nước dừa. Bây giờ thì thịt gà của mình nó đã săn lại rồi nè các bạn, mình sẽ đổ nước dừa vào. Đó. Nếu mà các bạn cảm thấy mà phần nước này nó chưa đủ cho mình thì mình có thể sử dụng thêm một ít nước dùng bình thường. Còn riêng mình thì mình thấy đối với cái mức nước này là nó ok rồi. Rồi các bạn nấu một chờ một chút xíu, mình sẽ đổ thêm cái trắng và cái đỏ vào. Sau khi nồi thịt gà nó sôi lên thì mình cho tiêu sâm vào. Đây thì bạn nào thích ăn tiêu sâm nhiều thì mình cho nhiều, bạn ít thì mình chết. Tiêu sâm này á, được cái là vừa giúp cho mình dễ dàng tiêu hóa thức ăn mà nó còn chữa viêm khớp rất là hay nữa các bạn. Đây là một vài thuốc quý luôn, món ăn rất là bổ dưỡng. Thì mình sẽ nêm nếm. Ở đây mình có một cái hũ nguyên lu huyền thoại, giới thiệu với các bạn hũ nguyên lu huyền thoại thì trong đó nó có gì? Đó là muối thôi. Thì mình cho một ít muối. Ở đây thì các bạn sẽ nêm nếm theo cái khẩu vị của nhà mình ha. Nên là các bạn có những ăn mặn đậm đà, nêm đậm đà, mình thì mình ăn nó phải thôi. Lẩu thì các bạn nên nêm nó hơi đậm vị chút xíu để mình còn cụm rau và thêm mì bún ăn nó sẽ vừa miệng hơn. Ở đây mình không nêm đường nha các bạn. Cái gì nó vừa tươi thì nó rất là ngọt. Và món này thì các bạn sẽ ăn kèm với lại là muối tiêu chanh hoặc là ăn với nước mắm, nó tùy tùy sở thích của mình nha. Mình vừa mới giới thiệu cho các bạn xong món gà hầm tiêu sâm, thì đối với mình cảm nhận thì cái món này là món ăn vô cùng bổ dưỡng về sức khỏe, cũng như là làm cho mình dễ tìm kiếm nguyên liệu và cái túi tiền mình bỏ ra nó cũng khá là phù hợp. Thì đến đây cũng đã trưa rồi, chúc cho các bạn có một buổi trưa vui vẻ và mời các bạn cùng ăn với mình nha. Hẹn gặp lại các bạn vào vlog lần sau.